chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một vòng chợ ở Nhật Bảo nha. Chợ này đang rất là sầm uất, bây giờ là 4 giờ chiều rồi, 4 giờ 20 chiều rồi. Đấy, mọi người bắt đầu đang tấp nập đi lựa những cái món đồ yêu thích của mình. Đây mọi người theo chân mình đi xem coi hôm nay mình sẽ lựa được những món đồ gì ha. Được iPhone JBL. Đây là những linh kiện dây sạc adapter. Đây là một cái bàn phím. Tới đây đâu mày, đâu má biết mày. Gì? Về đêm hoài đâu. Đó là linh kiện máy tính. Về Trung Quốc không mà chút báo đồ cổ đồ 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 tốt không mà cái nông với đồ nhà gì cũng Mỹ Pháp không à. Còn máy chụp hình phim hồi xưa này Olympus Trip và làm xài phim giờ này thì không biết có xài được không, mua về chân rồi đỡ hoài mua chân nhé, không xài được cái nào được xài được luôn chú được chứ không được. Wow rồi chờ bây giờ báo đồ bây giờ có xài để báo thì hiện tại nhất luôn. Còn nếu mà còn xài được thì đẹp quá. Giờ đi mua phim bỏ vô là được không? Phim đó hả? Mua phim bỏ vô. Mấy cái đồ mới bả đồ Trung Quốc không à. Đây à. Bả đồ này bây giờ xài cái bên Olympus Disco của Mỹ rồi, của Nhật vậy của Mỹ 1.28 tiêu cự 40mm à. Made in China. Cái này 2 triệu đồng rồi đại ca. Ủa đây, bạn thấy con Sony Walkman. Con này 10 năm trước. Nó cục pin rồi. Cái gì đâu? Bây giờ chú cái chân ra coi. Hả? À. Nó để con coi luôn cho. Dạ. Nhìn lên đèn. Chào mua cái nào anh trai? Nói cho mình mua không? Tao nhớ rồi đồ à con. Hả? Anh đang coi luôn. Hả? Để mà chú đó. Cũng với anh chụp hình mà giờ chưa là không chơi mấy lâu rồi, không chơi mấy phim. Không có nhớ.
đi kiếm cái gì có mâm đồng hồ đủ thứ loại nha. Đây là một loại gì vậy ta? Solar power, sử dụng năng lượng mặt trời. Xưa có cái lâu lắm rồi. Ba bốn mình trong sụp nguồn nữa. Đây có người sóc Titanium. Thế này có người sóc máy vỏ Titanium hả? Đây là có cái con số rồi. Nãy giờ đến gặp cái xe đi đâu hết độ. Cái số chân này thời lâu lắm rồi. Hồi về đầu năm con được ra về. Đây là đồ cũ mà đồ xưa càng càng tốt. Càng xưa càng tốt. Mình động cái máy ấy, cái đời đó. Mấy Nhật còn mấy con Casio mà đo được nhiệt độ nữa ngay kiếm được mấy con Casio mà đo được nhiệt độ nữa cũng cũ á không biết làm gì rồi con Seiko lâu lắm rồi. Cái này cơ đúng không anh? Cái này bắn giờ của mấy ông thể thao hồi xưa thể đúng không? Thể thao chơi. Mọi người thấy là hai ba cục mấy cơ. Hay không?
Thì bấm thử nó có chạy ta. Ồ vậy nó bị khô dầu quá thì khô dầu rồi. Ôi. Nhìn cái bộ máy tinh xảo ghê không? Màu đẹp quá. Này ông bác bên Mỹ cũng chơi đồ cổ cũng tặng luôn. Tặng đây hả? Không, cái này của Heritage Pilot của không quân Mỹ mà. Không, 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 em nói. Đây. Cũng hàng không có đi đâu. Quay không? Nó quay không? Để cho anh quay. Cái này là Bulova và Automatic đúng không? Lên dây. Lên dây được. Cái này lên dây được nè. Quay, anh bán mà lên dây bán đồ cổ nhiều, em quay đồ cho rồi. Quay mà bây giờ chơi hàng nào em cũng có. Anh cũng ủng hộ em. Ủng hộ cho quay một tháng chiều luôn. Đâu ok, nếu bỏ nhiều rồi. Lên dây, đi mét. Đi mét nhà có con rồi, về. Hàng hiệu. Hàng hiệu, máy hiệu luôn dở, máy màu vàng, bích với màu. Đi một con tìm mét này coi. Nhà có một con T-Mat, con City Zen rồi. T-Mat này là của Pháp sản xuất ngay chứ không phải T-Mat Mỹ nha. Ủa, của Mỹ hả? Mới ghê chứ. Này thì lặn được 25m nè. T-Mat này mặt này hay ha. Em có con T-Mat trắng mặt tròn. Dạ, anh đi xuống tầm đồng hồ hả? Đồng hồ em nhà đây luôn. Em có 1000 mấy cái đồng hồ, anh muốn còn kiểu gì cũng có. Muốn kiểu gì cũng có, đồng hồ treo tường, đồng hồ điện thoại, đồng hồ chiếc nhẫn, đồng hồ rồi. Cái nó cũng chát loại đồng hồ, em cứ bầm rồi. Đam mê. Bữa nào sắp xếp buổi sáng mà không bán em vô em quay thì cho anh thôi. Rồi. Tại em đang làm YouTube. Rồi, ok. Nó có những chuyên mục về thú vui, thú xanh. Có những cái đồng hồ mà coi như là mà mình coi như là không mà biết rồi. Làm cái nào để làm. Không biết làm sao mà làm ra được cái đồng hồ đó. Không phải, mình không biết làm cái cách nào mà để cho nó chạy á. Thì cắm điện vô. Cắm điện vô nó quay xài mấy cái mạch điện, nó tải qua chế độ điện. Ủa vậy hả? Mà cái đó nó vừa là ngay la vô, có cái thùng của mấy ông lính Mỹ này đưa xài cái thùng bự nha. Dạ. Nó phải nghe qua la vô rồi. Ồ. Máy này hay quá Đây ở đây là mình bán chợ đồ cũ. Dạ đúng rồi. Mà bán đồ bình thường thôi. Không có đem mấy cái đồ tiện ra bán được. Dạ đúng rồi. Mình là chừng chơi chơi vậy thôi đó. Hôm nào có dẹp đi, có dẹp dạ. Nó bảo quay rồi với đẹp giới thiệu đồng hồ các loại các kiểu các cổ ở nhà đây nha. Dạ. Yeah. Đây rồi em điện thoại. Đây ai cần hộp quẹt không? Cứ cầm mấy cái đầu tư hả? Dạ. Đầu tư đầy nhà nè, đầu tư quay không cho quay. Trời ơi, thấy không? Này là của thầy, của thằng Thiếu Quang luôn á. Trời ơi. Trời ơi, mọi người đeo con rồng này không? Rồng xưa. Sông rồng. Anh thấy vậy mà biết nó nằm bao nhiêu không anh? Không. Năm nó quá trời. Trời ơi, một cái này đó. Rồi nhà giao búa rồi nọ nữa. Tất cả các kiểu. Hay quá. Con rồng này mà nếu bán là bán bao nhiêu? Con rồng này bán có 1 triệu luôn, còn bạc. Bằng bạc hả? Bạc. Dạ. Thấy không? Này là khoảng mấy cây bạc. Này chắc thời vua xưa quá. Chưa đeo. Rồi, anh còn đồ chơi ở đây nhiều nè. Túi túi thần kỳ nè. Chơi lấy mấy nhắn Mỹ cho anh coi. Mỹ. Nhắn Mỹ vào. Mỹ dông. Em hả? Anh bán hả? Bán thì em mua mà ở đây đồ cũ em mua đồ hư hao rồi nọ. Cứ đồ mới không có tiền mua. Nhà em có bên Mỹ mới cho em một cái nhẫn về mà rộng rồi không đeo nè. Đâu trong ta hay ở nhà bên Mỹ cho tặng em về mà màu bạc luôn. Màu bạc luôn hả? Ký ngọc màu đỏ. Ngọc màu đỏ. Nói chung là cái nào cũng được á. Mà máy nhiều ha, bán hơn đi ạ. Giống như em á, ở dưới quê một đống điện thoại như vậy nè. Em cái này là hôm trước là em không tìm được cái sạc của nó mới tiếc chứ. Cái này chắc phải sạc pin. Cái này ca sọ mới thay của pin. Vừa bán vừa mua vừa bán luôn. Ba cái lên cả. Mấy cái này gần á. Không thật mà em.
Có lấy được em chẳng. Xe cô 5 là 970.